Xin chào mọi người, hôm nay Huy muốn giới thiệu với mọi người một cây cọt là P350 màu trắng, rất là đẹp nha mọi người, có nắp đậy. Hiện tại đối với tất cả các dòng này mình đã kiểm tra bo và phím rất là ok cho mọi người, có thể mua xa rất là an toàn, được bảo hành 1 năm nha. Có loa rời rất là hay nha mọi người nha, phím là phím RH3, phím này rất là ok luôn, ít khi mà bị gọi là sụp bậy sụp bạ, không bao giờ có nha mọi người nha. Bây giờ Huy sẽ đánh qua một mỗi bài một xíu cho mọi người có thể nghe nha. Tiếng nằm ở đây hết nha mọi người nha. Đó. Đó, xong mình qua. Có metronome đầy đủ hết nha. Rồi xin chào mọi người.